Tương tự mặt trước, toàn bộ phần bìa ngoài rìa này được đúc bằng vàng nguyên khối hết rồi. Đúc toàn bộ tất cả miếng này bằng miếng vàng hết, đúc từ hai bên bìa rìa, thay thế toàn bộ những phần này bằng vàng nguyên khối, đúc bằng vàng nguyên khối, vàng nguyên khối đúc, vàng 18K U750 đúc. Vâng, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu với quý khách một sản phẩm cũng như là một dịch vụ sản phẩm của Kỳ Lân đang chào đón với tất cả khách hàng. Bình thường thì một cái 88 màu đen hoặc là màu vàng hoặc là màu carbon hoặc là màu sophia nâu đen thì một cái 88 kể cả màu vàng thì nó cũng chỉ là mạ vàng thôi. Cho nên là hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu một cái sản phẩm cũng như là một dịch vụ rất là hot và rất là đẳng cấp. Đó chính là làm vàng nguyên khối cho điện thoại 88. Hiện tại bộ vàng 88 này Kỳ Lân có nhiều phiên bản và Kỳ Lân sẽ kể tên những phiên bản chủ đạo. Một là phiên bản y như tất cả mọi chi tiết như ban đầu của hãng, là thay thế toàn bộ những phần này bằng vàng nguyên khối, đúc bằng vàng nguyên khối, vàng nguyên khối đúc, vàng 18K U750 đúc. Và phiên bản thứ hai, option thứ hai á, là ở bên đây là có chứa để phần để da, đây là chứa phần để da hoàn toàn là bằng vàng, và kể cả phần đây là mặt kính thì Kỳ Lân cũng sẽ thích thì mình có thể làm bằng vàng luôn ngay phần trên, thì tùy vào option của khách. Thì đó là phiên bản thứ hai, và phiên bản thứ ba là đúc bằng vàng hết và đánh kim cương theo yêu cầu. Đó là những phiên bản chủ đạo chính. Và hiện tại Kỳ Lân đang giới thiệu trên đây là một bộ phiên bản là đúc y chang hẳn nhưng mà thay thế toàn bộ phần rìa ở ngoài là bằng vàng nguyên khối 18K 750 hết. Và clip tiếp theo Kỳ Lân sẽ giới thiệu đó chính là một cái full bằng khối, có nghĩa là bít luôn cái phần da bằng vàng nguyên khối luôn. Và da sau cũng vậy, da trước cũng vậy, cũng bít luôn phần da bằng vàng nguyên khối luôn. Và nếu như quý khách muốn có những phiên bản độc hơn nữa thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân lên những option, những chi tiết design thiệt là hấp dẫn. Hiện tại đây là một option mà làm theo mẫu ban đầu của hãng, tức là toàn bộ phần thân này là bằng thép. Thì hôm nay Kỳ Lân sẽ biến tất cả phần thép này bằng vàng nguyên khối U750 18K, hoàn toàn là bằng vàng hết, chỉ có giữ phần bên trong lại để mà dán da thôi. Thì mặc định của 88 là có dán da, thì này là khách hàng yêu cầu. Tương tự mặt trước, toàn bộ phần bìa ngoài rìa này được đúc bằng vàng nguyên khối hết rồi, chỉ trừ lại chỗ này để dán da, da B hay da cá sấu theo yêu cầu khách hàng thôi. Và đây cũng vậy, toàn bộ phần rìa, phần bìa ngoài Kỳ Lân đã đúc bằng vàng khối hết U750 18K hết rồi. Và sắp tới đây sẽ có một phiên bản mà full vàng luôn, là đúc toàn bộ tất cả miếng này bằng miếng vàng hết, đúc từ hai bên bìa rìa ở phía ngoài da này tất cả đều thay hết bằng vàng nguyên khối hết. Và tương tự cái mặt trước cũng vậy, nắp trượt xuống này cũng vậy, đúc bằng vàng hết bên trong luôn, đúc bằng vàng hết, không có để rồi dán da luôn, thay da bằng vàng nguyên khối luôn. Và một option sắp tới sẽ xuất hiện nữa, đó chính là đính full kim lên trên cái thành này, đến full kim lên phần vàng này, và kể cả phần này da cũng là bằng vàng luôn. Kỳ Lân đang nói là một bộ full option thứ ba là full tất cả bằng vàng nguyên khối và đến full kim cương lên trên đó. Đó là những option rất là hay, thú vị trong thời gian sắp tới. Bởi vì vậy nên Kỳ Lân mới mong muốn rằng là tất cả các khách hãy subscribe, đăng ký, follow, theo dõi cái kênh YouTube này cũng như like, theo dõi fanpage này để mà cập nhật nhiều video hấp dẫn nữa. Đó là điều mà Kỳ Lân muốn gửi gắm đến tất cả khách hàng xem. Và cái siêu phẩm này sẽ biến thành con full vàng này trong thời gian tới. Hết clip này quay này thì Kỳ Lân sẽ tiến hành bắt đầu ráp máy vào. Và nếu như quý khách nào muốn có những bộ option như thế này thì liên hệ với Kỳ Lân, hoặc là quý khách có muốn ý tưởng gì hay thì cũng liên hệ với Kỳ Lân, hoặc là quý khách muốn trao đổi với Kỳ Lân để tạo ra những cái option, những cái thiết kế design độc mà đặc biệt là độc bản, và thậm chí Kỳ Lân sẽ cam kết limited cho khách hàng luôn. Thì hãy liên hệ với Kỳ Lân luôn. Thì mọi thông tin chi tiết thì hãy gọi cho Kỳ Lân 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Và mọi thông tin về sản phẩm cũng như là chi tiết về tất cả sản phẩm của Kỳ Lân thì Kỳ Lân mời quý khách truy cập trực tiếp trên website kylanluxury.com. Và cảm ơn một lần nữa, Kỳ Lân cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả quý khách rất nhiều. Cảm ơn vì quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để xem clip của em và theo dõi Kỳ Lân trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa, Kỳ Lân luôn luôn trân trọng biết ơn và cảm ơn. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, luôn thành công, và một ngày nào đó hãy đến với showroom Kỳ Lân Luxury để giao lưu. Kỳ Lân luôn luôn mong muốn điều đó.
Kỳ Lăng luôn chờ và để được giao lưu với tất cả khách hàng. Xin chào.